nên là mình cảm thấy khá là bức xúc trong người luôn. Do là mình còn cái tầm soát ung thư cổ tử cung chưa có làm nên hai vợ chồng cũng định sẽ dành ra một ngày để quay trở lại bệnh viện Hùng Vương để làm tầm soát ung thư cổ tử cung. Nhưng mà kiểu mình cũng không có trải nghiệm ở bệnh viện Hùng Vương cho lắm nên mình cũng lên cái danh sách những cái bệnh viện khác mà mình có thể tới để làm khám tầm soát ung thư cổ tử cung. Thì trong khoảng thời gian mình đang tìm hiểu thì mình có nói chuyện với Linh để hỏi là những cái bệnh viện nào có dịch vụ tiền thai sản nó tốt. Thì Linh nói là hồi đó Linh đi khám ở Hùng Vương cũng khá là tốt mà Linh đã được làm các bước như thế này. Mình kiểu, ủa, khám tiền thai sản là chỉ có... khám tiền thai sản là chỉ có đi làm khám phụ khoa rồi sau đó là quay qua là làm tầm soát ung thư cổ tử cung thôi mà đâu có làm cái này đâu. Thì Linh nói đâu có, mình phải làm hết những cái thứ này để mình biết được sức khỏe sinh sản của mình có tốt hay không. Hai vợ chồng kết hợp với nhau liệu rằng có sinh ra con có bị dị tật gì hay không nữa. Kiểu lúc đó mình về mình lại bị hoang mang tập 2 nữa, là nếu như mà mình không nói chuyện với Linh về cái chuyện này á thì mình sẽ không biết được là khám tiền thai sản sẽ gồm có những cái bước này, cái này, bước này nữa. Nên là mình cảm thấy khá là bức xúc trong người luôn. Nhưng mà do là Linh đã từng đi khám ở bệnh viện Hùng Vương, đã từng làm cái bước xét nghiệm đó rồi và trải nghiệm của Linh cũng khá tốt, nên là sau đó vợ chồng mình lại quyết định là sẽ cho bệnh viện Hùng Vương một cơ hội nữa. Lần thứ hai là bọn mình tới bệnh viện Hùng Vương mà mình đi khá sớm, 7 giờ sáng là có mặt ở bệnh viện rồi. Lần này á thì bọn mình rút kinh nghiệm là giống đi theo Linh hướng dẫn là bọn mình sẽ đi thẳng lên lầu 4 khoa hiếm muộn. Thì không biết tại sao hôm nay bọn mình tới thì lại được hướng dẫn và có một cái tờ giấy quy trình khám tiền thai sản khá là rõ ràng, bọn mình chỉ cần đọc và follow theo là được. Thì đối với nữ, đối với vợ thì sẽ phải có 2 ngày khám. Cái ngày đầu tiên là vợ sẽ phải làm khám phụ khoa, siêu âm lâm sàng cổ tử cung và buồng trứng và xét nghiệm máu. Sau 3 bước này á thì vợ sẽ được hẹn sau một ngày kế tiếp. Còn ngày thứ hai thì bác sĩ sẽ hẹn như sau. Ví dụ như ngày đầu tiên bạn thấy ra máu kinh, đó là ngày N1, thì cái ngày kế tiếp mà bạn đi khám sẽ là ngày N6, N7, N8, N9, 4 ngày này bạn có thể chọn một trong 4 ngày để đi khám. Ở ngày thứ hai này á thì bác sĩ sẽ cho bạn chụp X quang có cảnh quang vòi trứng. Thì ở cái xét nghiệm này á thì sẽ cho bạn biết được cái vòi trứng của bạn có thông suốt hay không, hay là bị tắc nghẽn ở đâu đó. Và ngày thứ hai này á, bác sĩ cũng sẽ trả lại kết quả xét nghiệm máu của ngày hôm trước và tiếp tục tư vấn khám cho cả hai vợ chồng. Còn đối với mình, tại mình trước đây thì sau khi đi khám lần một cảm thấy hoang mang quá, mình có đi khám với bệnh nhân thêm một lần nữa. Bệnh nhân cũng có khoa nam khoa nhưng mà nó không phải chuyên về khám tiền sản hay là khám hiếm muộn gì, nó chuyên về các bệnh của nam khoa thôi. Đó, thì mình có đi khám một lần nữa ở đó thì cũng nhận được số kết quả rồi. Thì mình qua đây thì mình chỉ đi xét nghiệm là tinh dịch đầu thôi, còn những các bước chuẩn của nó là các bạn siêu âm tinh hoàn xem coi có dị tật gì không. Thứ hai là cũng đi xét nghiệm máu rồi các chỉ số như là testosterone này nọ. Thứ ba là đi kiểm tra tinh dịch đầu. Điều quan trọng là để kết quả kiểm tra tinh dịch đầu nó được chính xác thì các bạn phải chuyên nhau học 3.000 đến 5.000, lâu quá cũng không tốt, mà
gần quá thì cũng không tốt. Từ 3 tới 5 ngày thôi, kết quả nó sẽ chính xác nhất. Ngoài ra thì về phía nữ cần có làm một cái xét nghiệm rất là quan trọng, đó là tầm soát ung thư cổ tử cung. Thì ngày hôm qua bọn mình cũng đã có đăng ký làm tầm soát ung thư cổ tử cung và đã đóng phí xong rồi. Nhưng mà mình cũng không biết lý do tại làm sao mà ngày hôm qua mình cũng không có được làm cái xét nghiệm đó, và mình cũng không có để ý, nên là hai vợ chồng lại đi về rồi mở sổ ra kiểm tra xem ngày hôm nay mình đã làm được cái gì á. Thì phát hiện ra là chưa làm tầm soát ung thư cổ tử cung, nên là bọn mình dự tính đó là lần sau bọn mình sẽ quay trở lại và hỏi về cái việc tầm soát. Thứ nhất là phong cách nó chuyên nghiệp hơn, mọi thứ nó rõ ràng hơn cho cả những người lần đầu đi, họ sẽ cảm thấy nó không phải cảm thấy mơ hồ giống như lần đầu của mình đi. Nó có tờ hướng dẫn quy trình cùng thái độ phục vụ của nhân viên nhiệt tình. Thực ra đối với lại cái tâm lý mà đi khám tiền thai sản của các cặp đôi á, lúc nào cũng rất là hoang mang, không có biết phải làm cái việc gì, thì có thể là nếu như bệnh viện đang bị đông quá, không có đủ nhân viên để hướng dẫn cho tất cả các khách tới bệnh viện, thì có thể in ra những cái tờ quy trình làm cho một cái gói khám nên còn có những cái việc gì. Thì như vậy khi mà bệnh nhân tới và đang kiểu tâm trạng rất là hoang mang thì có thể đọc những cái tờ hướng dẫn đó để biết được những cái quy trình mình cần phải làm là cái gì, thì họ cũng sẽ yên tâm hơn. Và nếu như và nếu như mà khi mà bác sĩ có bị quên hoặc là lỡ không có nhắc bệnh nhân phải làm những cái chuyện đó, thì chính những người đi khám cũng sẽ hỏi bác sĩ là những cái việc cần làm là những việc gì. Cái này mình được tư vấn nha, chứ không phải là mình tự nhận xét, mà nó phụ thuộc vào chuyên môn của cái bệnh viện đó về lĩnh vực gì, và họ sẽ có cách để xử lý từng trình độ nó khác nhau, để cho ra kết quả khác nhau. Các bạn đừng có xem cái bản kết quả của mình là cái cột tham chiếu theo chuẩn của người ta mà các bạn cảm thấy hoang mang hay gì hết. Cái chuẩn đó là cái chuẩn của quốc tế theo WHO. Cho nên là các bạn sau khi có kết quả xét nghiệm, tốt nhất là nên cầm vô cho bác sĩ. Bác sĩ sẽ đánh giá được những cái tiêu chí nào là để nhận biết được. Chẳng hạn như các bạn muốn có con đi, thì đánh giá thứ nhất là về chất lượng và số lượng, chỉ có hai tiêu chí đó thôi. Nhưng mà chất lượng thì nó sẽ có giống như là phần trăm độ tiến tới là bao nhiêu, tỷ lệ sống là bao nhiêu đó. Tóm lại nó sẽ tùy theo cơ địa của người Việt Nam à, cho nên cứ cầm vô hỏi bác sĩ chắc ăn nhất. Có rất nhiều chỗ làm nhưng mà chi phí nó là một vấn đề nan giải, vấn đề đáng quan tâm. Nếu giống như hai chồng mình đi khám thì nó đã hết khoảng 4 triệu mấy rồi, 4.2 triệu. Đó là cho ngày đầu tiên thôi nha. Cái chi phí mà cho vợ á, mình nhớ là khoảng 3 triệu. Còn chi phí cho chồng là khoảng hơn 1 triệu nữa. Tổng lại là khoảng hơn 4. Bản thân hai đứa mình thì thấy ở đây là với cái lần trải nghiệm lần thứ hai này thì thấy chất lượng như vậy là khá ok. Tóm lại nó làm cho hai đứa bớt hoang mang hơn, cảm thấy tự tin vào cuộc sống hơn, yêu đời hơn. Thì đó là trải nghiệm của một ngày đầu tiên đi khám tiền thai sản ở bệnh viện Hùng Vương. Thì bọn mình vẫn còn ngày thứ hai nữa, nên là bọn mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn lần sau, trong clip lần sau về phần 2 hành trình đi khám tiền thai sản ở Hùng Vương. Các bạn nhớ đón xem nha. Xin chào.